Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, công an thành phố Hà Nội phát thông báo tìm kiếm người mất tích. Theo đó, công an xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Bàn Thị Thương, 19 tuổi, ở xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, về việc cô gái này đi khỏi nhà từ trưa 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết, đến nay chưa thấy về. Cụ thể trước đó, Công an xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Bàn Thị Thương. Theo trình báo, chị Bàn Thị Thương đi khỏi nhà từ trưa 12 tháng 2, đến nay chưa thấy về. Khi đi, chị Bàn Thị Thương mặc áo màu nâu, chân váy trắng, đi xe máy hiệu Honda Lead màu xám, trong thông báo tìm người của Công an Hà Nội nêu rõ, ai biết hoặc nhìn thấy chị Thương ở đâu xin báo cho gia đình. Số điện thoại 0985 984 861 hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Mọi người cùng chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm được chị Bàn Thị Thương. Trước đó vào trưa 20 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị Tâm sinh năm 2003 ở Ngô Đồng, Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội chị Tâm đi khỏi nhà từ chiều 19 tháng 2 đến nay chưa thấy về. Khi đi, chị mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ. Ai biết hoặc nhìn thấy chị Tâm ở đâu, xin báo cho gia đình số điện thoại 0376 338906 hoặc trang Facebook Câu An thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đến chiều 20 tháng 2, theo thông tin từ người thân của chị Vũ Thị Tâm cho biết, gia đình đã tìm thấy chị. Bố chị Tâm đang đến quận Hà Đông đón chị về nhà. Khi ấy, chị Tâm đang ở nhà một người quen. Liên quan đến vụ cô gái trẻ mất tích ngày mùng 7 Tết, sau đó thi thể được tìm thấy trong một căn phòng trọ, mới đây, công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ HMH 20 tuổi quê Bắc Giang để điều tra vụ án liên quan đến cái chết của chị Lê Thị Thùy Linh, 21 tuổi ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Buổi tối ngày 19 tháng 2, các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân và thực hiện các hoạt động điều tra khác nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Chung cư này có 6 tầng và tung, được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2023. Tối muộn ngày 19 tháng 2, tại nơi xảy ra vụ việc, nhiều người dân khu vực bàng hoàng cho biết chỉ đến khi có lực lượng công an đến hiện trường và lân la hỏi mới biết xảy ra vụ án mạng. Không lâu sau, con hẻm nhỏ trở nên u buồn với những tiếng khóc than của người nhà, bạn bè nạn nhân, khiến ai cũng xót xa, thương cảm cô gái trẻ bà VTS ở phường Yên Hòa kể lại, đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xuất hiện tại trung cư nhưng không thể vào trong do nơi này lắp đặt hệ thống mở cửa khóa bằng vân tay. Sau khi gọi chủ nhà đến, cảnh sát mới tiếp cận một phòng ở tầng 3 và tìm thấy thi thể của cô gái. Bà S cho biết khi ấy căn phòng sọc mùi dầu gió. Theo những người sống gần hiện trường, nạn nhân là quản lý trung cư nói trên. Linh có nhiệm vụ dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê hàng tháng. Trong khi đó, nhiều người cho hay nghi phạm gây án không phải người thuê phòng. Chị L.A, bạn ở cùng phòng chị Linh cho biết, cô gái 21 tuổi quê Thanh Hóa ở trọ tại quận Nam Từ Liêm. Ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết, chị Linh từ quê lên Hà Nội. Tối mùng 7 Tết, chị A thấy bạn rời phòng sau đó mất liên lạc. Chiều 19 tháng 2, chị A nhận cuộc gọi đề nghị đến trung cư mini ở ngõ 79 cầu giấy. Tại đây, chị A nhận ra thi thể trong căn phòng chính là bạn mình. Chia sẻ thêm về nạn nhân, chị A cho biết hoàn cảnh gia đình chị Linh khó khăn. Mẹ chị Linh mất khoảng 4 năm trước, nên cô gái 21 tuổi cùng bố làm kinh tế nuôi hai em. Cũng trong tối 19 tháng 2, hiện trường nơi phát hiện thi thể của nạn nhân đang được lực lượng chức năng bảo vệ. Chỉ những người thuê ở tại trung cư mini này mới được vào trong. Xung quanh, nhiều người dân hiếu kỳ đứng dõi theo vụ việc. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Linh về việc chị đi khỏi nhà từ chiều 16 tháng 2 mùng 7 Tết. Khi đi, chị mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đăng thông tin tìm kiếm cô gái mất tích. Thi thể của nạn nhân sau đó được tìm thấy tại trung cư mini ở ngõ 79 cầu giấy. Hiện giám đốc công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan tới vụ cô gái 21 tuổi bị sát hại được phát hiện trong chung cư mini trên địa bàn quận Cầu Giấy, công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với HMH, 20 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang về tội giết người và cướp tài sản. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn đang điều tra H về hành vi hiếp dâm. Chia sẻ về manh mối phá vụ án trên, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, H bị công an quận Thanh Xuân bắt giữ liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Trong quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của H. Trong vụ chị Lê Thị Thùy Linh, 21 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, quê gốc tỉnh Thanh Hóa. Theo chia sẻ của chị L.A, 22 tuổi, bạn cùng phòng trọ với Linh, thì mùng 6 Tết, L A và Linh cùng bắt xe lên Hà Nội. Đến ngày hôm sau, Linh rời khỏi chỗ ở cả đêm không thấy về. Lúc đầu chị L A. chỉ nghĩ bạn mình đi đâu đó có việc nên không tiện liên lạc. Tuy vậy, tới ngày hôm sau vẫn không thấy Linh đâu, nên chị L A linh cảm có chuyện chẳng lành liền gọi hàng chục cuộc điện thoại cho Linh nhưng không thấy hồi âm. Khoảng 15 giờ chiều hôm nay 19 tháng 2, trong lúc làm việc tôi nhận được một cuộc điện thoại thông báo tiền giữ. Khi tới hiện trường tôi nhận ra thi thể cô gái trong khu trọ là Linh. Chị L A nghẹn ngào cho biết. Được biết, nhà Linh có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Linh mất cách đây 4 năm. Cô cùng bố gồng gánh kinh tế để nuôi hai em, một người học cấp 1, một người mới lên lớp 11. Do hoàn cảnh khó khăn nên Linh chỉ tập trung vào công việc, vì vậy bạn vẫn chưa có ý định yêu đương. Linh luôn tâm sự với tôi, ước mong lớn nhất của bạn trong năm nay cho đến 1-2 năm tới là có thể xây được căn nhà mới, mua được chiếc ô tô cho gia đình, có thật nhiều tiền để nuôi hai em ăn học. Vậy mà ước mơ chưa kịp thực hiện, chị L.A. cho biết. Về đối tượng nghi phạm, một cán bộ địa phương ở Bắc Giang cho biết, hát xuất thân trong một gia đình làm nông nghiệp, sau khi học hết cấp 3, đối tượng ra ngoài thành phố Hà Nội làm ăn, ít khi có mặt tại địa phương. Trước khi xảy ra vụ việc trên, bản thân hát chưa có tiền án tiền sự gì. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội đang tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan vụ cô gái 21 tuổi quê Thanh Hóa trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mất tích từ mùng 7 Tết và được phát hiện tử vong, tối 19 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị Linh là HMH 20 tuổi quê quán Bắc Giang. Có mặt tại khu vực phát hiện thi thể của nạn nhân, theo quan sát đây là một căn chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngôi nhà 7 tầng, chừng 100m2 mới được xây dựng và đưa vào sử dụng làm căn hộ cho thuê, gọi là chung cư mini. Thân con gái là ít tuổi đứng ra quản lý cho thuê nhà nên có thể thủ phạm thấy vậy ra tay nhằm mục đích cướp tài sản, một người dân cho hay. Phía trong tầng 1 chỉ còn vài chiếc xe máy của khách thuê, một người thuê trọ tại đây cho hay từ tối qua nhiều người thuê phòng đã chuyển đi, chỉ còn lại vài người cố nắng lại, chắc cũng sớm chuyển đi. Trong ngày hôm nay tôi sẽ chuyển đi thuê chỗ khác, người này nói. Theo hàng xóm, cạnh căn nhà xảy ra vụ án mạng thương tâm. Trong đêm hôm qua, những người ở trọ cùng một số người dân xung quanh do sợ hãi đã sách túi rời đi. Hầu như trong căn nhà không còn người. Có một số người hôm qua mới lên. Khi đến bàn hoàng nhận được thông tin, liền quay xe. Vẫn chưa hết bàn hoàng hoang mang, ông Trần Viết Hổ, 61 tuổi, sống gần căn chung cư mini cho biết... Khoảng 4 giờ chiều hôm qua, khi thấy lực lượng công an có mặt tại hiện trường, ông cùng mọi người mới biết là có án mạng. Lúc đấy có cả lực lượng công an quận cầu giấy, công an phường Yên Hòa tập trung để khám nghiệm hiện trường, rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng để bàn tán theo dõi vụ việc đến tận nửa đêm mới xong. Ông hổ nhớ lại. Ông hổ cho biết thêm sau khi phát hiện thi thể của cô gái trẻ xấu số, tối qua nhiều bạn trẻ thuê phòng tại chung cư mini này đã dọn hết đồ đạc và chuyển đi chỗ khác. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng sống đối diện căn chung cư mini cho biết, nạn nhân là quản lý của căn chung cư này có nhiệm vụ dẫn khách đến xem để thuê nhà và hàng tháng đến thu tiền nhà. Hôm mùng 7 Tết, nạn nhân có dẫn một thanh niên đến để xem phòng nhưng sau đó không thấy nạn nhân ra nữa. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì phát hiện thi thể nạn nhân ở một căn phòng tầng 3 của căn nhà, xe máy của nạn nhân vẫn dựng dưới tầng 1. Chị Lê Thị Hương, 37 tuổi, mợ của cô gái trẻ xấu số, chia sẻ. Từ trước đến nay, cháu Linh là người ngoan, hiền, chăm chỉ, không ăn chơi đua đòi. Cháu Linh làm quản lý chung cư, phòng trọ cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 3-4 năm nay. Gia đình cháu Linh làm nông nghiệp, mẹ mất sớm nên đến năm lớp 11, cháu cũng xin nghỉ học, ra Hà Nội làm công việc này, từ đó đến nay, chị Hương nói.